Hello, xin chào các bạn. Một thời gian cũng khá lâu, mình biết là mình lặp lại rất là thường xuyên trong những cái video vlog của mình, nhưng mà mình rất là bận để chuẩn bị ra một số cái lớp học online mới, ví dụ như là cái khóa hip hop beatmaker, bao gồm nhạc hip hop, nhạc trap, nhạc lofi và cái khóa mixing và mastering online sắp tới. Thì một khoảng thời gian nữa thôi thì các bạn sẽ được tham gia những cái khóa học đó. Nhưng mà bây giờ quay lại với cái vlog ngày hôm nay, thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái bộ plugin mới và tới từ một cái nhà sản xuất cũng có thể gọi là mới đối với đa số các producer ở Việt Nam cũng như trên thế giới nói chung. Thì trước khi mình tiết lộ cái tên của cái nhà sản xuất này, thì mình chắc chắn các bạn sẽ biết về cái người founder này. Thì cái người founder này cực kỳ nổi tiếng, đó là ca sĩ, producer William Pharrell. Thì các bạn biết anh này rất là nổi tiếng thông qua những cái bài hit trên Billboard cũng như là trên bảng xếp hạng YouTube, và cũng đã làm việc với rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Thì ảnh là một trong những co-founder của cái nhà sản xuất bộ plugin này. Thì cái bộ plugin này có tên là UGEM. Thì cái website của nó là ugem.com, ugem.com. Thì các bạn lên trên đó sẽ thấy được toàn bộ những cái bộ plugin của nhà sản xuất này, và nó sẽ những bộ và cái bộ plugin này nó dùng làm cái gì. Thì rất là may mắn mình được tặng trọn bộ plugin này, nên hôm nay mình muốn làm một cái video để chia sẻ cho các bạn là cái bộ plugin này nó sẽ giúp chúng ta làm việc sản xuất âm nhạc như thế nào. Thì nói về cái bộ plugin này, thì bộ plugin này bao gồm hai cái dạng plugin chính. Một đó là những cái plugin VST dùng cho việc production, là dùng để cho việc các bạn sản xuất beat making hay là những cái instrumental. Còn cái bộ thứ hai nó sẽ gồm những cái plugin có tên là Finish. Thì cái bộ này nó sẽ là những cái effect tạo hiệu ứng cho bài nhạc rất là mới mẻ và lạ đối với mình. Thì bây giờ mình sẽ đi vào những cái plugin mà mình thấy nổi bật và cái cách sử dụng cơ bản của nó để chúng ta nắm được overall cái overview của nó như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có bộ là PM, BM, Fin, SE, VB, VD và VG. Thì nó tượng trưng cho cái gì? BM thì nó tượng trưng cho là beat maker, Fin thì nó tượng trưng cho finish là cái bộ effect, SE là bộ string, rồi VB có nghĩa là virtual bass là bộ về guitar bass, VD là virtual drum là về drum, và VG là virtual guitar là nó về guitar. Thì nó mạnh ở cái chỗ nào? Thì bây giờ mình sẽ demo cho bạn thấy cái VB, cái BM. Thì đây là cái plugin BM, mở lên thì có giao diện rất là bắt mắt, gồm một cái phím đàn ở phía dưới. Và phía dưới chúng ta sẽ có những cái hiệu chỉnh dành cho từng cái nhạc cụ hay là cái hiệu chỉnh dành cho cái master. Rồi, và có một cái hình máy cassette gợi nhớ cho chúng ta về cái boom box hồi xưa. Thì các bạn nhìn vô là biết, đây là cái phần mềm beat maker mà làm ra những bài nhạc old school theo kiểu 90-2000. Rồi, thì sử dụng nó như thế nào? Thì bên đây các bạn sẽ có một cái dải là Instrument Style. Thì cái Instrument này là cho phép các bạn điều khiển những cái nhạc cụ. Ví dụ đây là kích. Đó, nó sẽ tương tự như tất cả những cái virtual drum hay là những cái bộ drum của Native Instrument hay là những cái hãng khác. Nhưng mà nó có một cái hay nữa, đó là nó cho chúng ta những cái style. Thì cái style này hoạt động như thế nào? Nó cơ bản nó là một cái loop. Khi mà các bạn bấm vào một cái nút ở đây, ví dụ mình sẽ bấm nốt son 3. Thì khi các bạn bấm vào một nút á, thì nó sẽ play một cái đoạn loop cho các bạn, và các bạn có thể chọn hoặc là các bạn sử dụng những cái phím ở trên cái đàn chúng ta để các bạn freestyle perform và chỉnh sửa cái đoạn loop này theo ý của các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái note, ví dụ như là C4 chẳng hạn, ở trên đây ha, có độ dài là một khuôn, và sau đó mình sẽ play. Thì cái phần mềm này nó sẽ chơi cho chúng ta một cái đoạn loop, thì chúng ta di chuyển qua một cái note khác thì nó sẽ chơi cho chúng ta một cái rhythm hay là cái style, cái drum pattern khác.
Đó, thì chúng ta sẽ có từ Note C4 cho tới Note B4, thì nó sẽ cho các bạn chọn những cái style nằm trong cái phần Chorus, và từ C3 cho tới B3 là nằm trong phần Verse. Và những cái nốt đen sẽ cho các bạn chọn là những cái đoạn fill, breakdown nằm ở trong cái giữa những cái phần chúng ta chuyển đổi vào những cái beat. Rồi, thì cái này thì mình sẽ thử làm một cái bộ drum ha. Thì bây giờ ở đây là mình sẽ chọn một cái preset khác, đi qua một hai cái preset để xem nó như thế nào. Mình giảm tempo xuống 80 thôi để cho nó old school. Mình thấy cái bộ Easy Groove này nó khá là hay, mình hứng thú về cái này. Nó sẽ có một cái tiếng ride mà mình không thích cái tiếng đó lắm, mình sẽ coi nó nằm ở đâu ha. Mình nghĩ là tiếng này, nhưng mình sẽ bấm vô Individual. Nó không phải là tiếng này, thì nó sẽ là tiếng đây. Individual không phải luôn. A few moments later. Wow. And not CV2. OK, mình nghĩ là mình thích cái đoạn loop này. Thì đây là cái đoạn loop đầu tiên ha. Bây giờ mình sẽ nhân đôi nó lên. Rồi mình sẽ thu nhỏ cái này lại, duplicate nó ra. Và ở đây mình sẽ cho nó một cái đoạn fill. Thì ở đây là C3, thì ở đây nó sẽ là pha thăng 3. Đây. Đây là đoạn fill ha. OK, mình có thể chọn một đoạn fill khác. OK. Rồi. Tiếp theo thì mình có thể thêm một số cái sound mà chúng ta có sẵn ở đây. Thì mình sẽ quay xuống từ cái đoạn C1. Thì ở đây mình sẽ có những cái sound như thế này được có sẵn. Điều tiếng này mình có thể thêm nó vào những cái đoạn ngay chỗ này theo ý thích cá nhân. Duplicate ra. Đó. Thì đối với cái này thì mình rất là nhanh để mình có thể được một cái drum loop theo ý của mình và theo cái style của mình muốn, và được inspire bởi cái bộ công cụ này. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ đi qua cái VB là Virtual Bass. Mình sẽ chọn cái Mellow. Mellow. Thì tương tự như vậy các bạn sẽ cũng có là Common Fade. Thì ở đây các bạn là chọn cái fade nào mà các bạn muốn muốn chơi theo kiểu gì. Còn đây là style thì nó giống như cái trong cái bộ drum đó, bạn bấm vô thì nó sẽ chơi những cái đoạn style khác nhau. Và đây là cái play range, là các bạn có thể nhập vào một note hoặc là một cái hòa âm để nó sẽ chơi theo cái hòa âm đó. Thì bây giờ mình sẽ thử ha. Mình sẽ cho một note C3 B3 đi, D3 F3. Đây. OK, mình sẽ play ha. Rồi bây giờ mình có thể thay đổi cái nốt này thì nó sẽ chơi cái nốt khác thôi. Nhưng mà cái hay của nó là nằm ở cái chỗ C2 ở đây. Mình có thể cho nó là chơi một cái style khác.
hoặc là mình chuyển lên E3 thì nó sẽ ra một cái style khác nằm trong cái preset mà mình đang chọn, đó là drop the Lola. Đó. Ok, mình có thể chọn cái sound khác luôn. Ok. Ok, mình sẽ đem nó trở lại C2. Ok. Như các bạn nghe thì các bạn thấy đây là một cái những cái bộ nhạc cụ để giúp chúng ta những bạn mà muốn làm nhạc nhanh, hoặc là những bạn chơi nhạc cụ hơi kém, hoặc là các bạn mới sử dụng phần mềm mà các bạn chưa có thể hoàn thiện được cái khả năng làm beat của mình, để các bạn sử dụng phần mềm để các bạn reference, để giúp chúng ta làm nhạc nhanh hơn từ những cái đoạn loop có sẵn và những cái style mà cái phần mềm cung cấp, để giúp cho chúng ta chọn những cái style hoặc là freestyle trên những cái đoạn beat của mình, chứ không đơn thuần nó chỉ là sử dụng những cái đoạn loop được cho sẵn từ những cái bộ sample bus, thì nó giúp cho chúng ta được có thể modify linh hoạt hơn trong cái đoạn loop của mình, và chúng ta chỉnh sửa theo ý của mình luôn. Đây là cái phần mềm rất là hay. Thì nó gồm những cái bộ như nãy mình giới thiệu rồi, và nó sẽ có những bộ guitar hay là bộ string thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái project mà mình đã chơi một khoảng thời gian với cái bộ phần mềm mới này, để xem mình làm một bài nhạc ở trên cái bộ phần mềm này như thế nào. Ok, quay trở lại với cái bản demo của mình. Thì ở đây mình sẽ có những cái nhạc cụ như là beat, thì mình sử dụng bộ BM, bass mình sử dụng bộ VB, và guitar mình sử dụng bộ VG. Đó là những cái bộ nổi bật mà mình sử dụng của cái nhà sản xuất UGM này. Thì bây giờ mình sẽ play cái đoạn giữa đây, là cái đoạn nằm ở đây. Thì chúng ta cùng nghe, và lúc đó mình sẽ nói là mình đã làm cái gì với nó ha. Tạm thời mình chỉ play bao nhiêu đó thôi, thì các bạn biết là cái bài nhạc nó sẽ nghe như thế nào rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi vô ba cái nhạc cụ mình sử dụng. Đầu tiên là cái BM. Thì cái BM này á, mình không sử dụng cái loop của nó, mà mình sử dụng cái bộ sample mà nó có, và mình tự chơi MIDI ở đây để mình ra được cái đoạn drum của mình. Đây là cái hi-hat. Còn trong cái phần mềm ở BM này á, thì khi mình send cái kick ra ngoài bằng cách là mình chọn cái kick này và mình chọn nó là individual. Thì khi mình tạo một cái track audio và mình chọn input, nó là từ cái track beat của mình, và mình chọn cái phần sub input của nó là từ output 3, có nghĩa là cái output đi từ cái phần mềm đi ra. Thì nó giúp cho mình tách cái kick ra khỏi cái đoạn loop, và mình có thể mình add những cái effect riêng cho cái kick của mình, để mình cảm thấy nó đủ theo cái ý của mình. Và các bạn đồng thời cũng có thể tách những cái nhạc cụ đơn lẻ nằm ở trong cái instrument của cái beatmaker này ra những cái track audio khác bằng cách chọn individual và cứ tạo track audio, và chúng ta cứ insert cái đường dẫn từ cái phần mềm beatmaker vào, thì nó sẽ ra cho các bạn từng cái track nhạc cụ riêng lẻ, các bạn có thể tiến hành mixing trên đó, hoặc là các bạn có thể render thu nó lại trở thành một cái đoạn audio riêng của các bạn để các bạn chỉnh sửa sau này. Đó là cách để mình dùng cái BM. Còn cái bass thì các bạn thấy ở đây MIDI mình có cái gì? Ở đây MIDI là mình chơi một cái đoạn piano của cái đoạn
cái đoạn core mà mình tạo ra, và mình bỏ cái đoạn core vào trong cái bay như thế này. Các bạn nhìn vô, các bạn thấy là mình không có đánh từng nó riêng lẻ, mà mình chỉ bằng bỏ vô một cái core thôi. Thì cái phần mềm sẽ tự động đọc là à, đây là những nốt nó sẽ được chơi. Và ở phía dưới á, thì mình sẽ chọn cho nó một cái style. Ở đây như các bạn thấy là F2, đây là cái style F2. Còn đây là cái style G2. Thì đây nó sẽ chọn cho mình những cái style mà mình cảm thấy mình thích hoặc là nó phù hợp. Là mình chọn nó nằm ở trong cái khu vực style, đây là từ C2 cho tới B2. Thì mình dễ dàng là cho cái phần mềm biết được là à, tôi chỉ muốn chơi những cái nốt bay nằm trong cái hòa âm này, nhưng mà chơi cái style nào ở cái lúc nào. Thì cái phần mềm này nó sẽ tự động chọn cái style và chỉ chơi những cái nốt nằm trong cái hòa âm đó cho chúng ta. Nó sẽ ra được như thế này. Đó. Và cái đoạn tiếp theo thì mình lại thay đổi cái kiểu chơi của nó bằng cách là mình chọn cái style khác. Và mình kết hợp nhiều cái style với nhau theo từng khoảng thời gian timeline. Thì nó sẽ ra được một cái đoạn bay nó hứng thú hơn. Đó. Các bạn nghe các bạn cảm giác như là có một bassist mà đang ngồi trong studio chơi với mình để thu lại cái đoạn này. Mà thật sự đó là từ cái phần mềm Generate ra. Thì cái phần mềm này nó còn cho chúng ta chọn cái character của cái bay. Giống như ở đây mình đang chọn là soft. Mình có thể chọn nó là deep, natural, hard hay là tight nữa. Thì mình sẽ switch qua một vài mod cho các bạn nghe thử ha. Rồi, các bạn có thể chọn cái position giống như là các bạn thu một cái contrabass thật vậy đó. Thì position nó nghĩa là neck là gần cái cần, hay là bridge là nó sẽ gần cái khu vực cái sound hole. Đó. Thì khi các bạn chọn cái bridge thì các bạn sẽ nghe cái cảm giác cái tiếng bay, cái dây của cái bay nó gần cái nó bị rung, nó bị rè là do cái bay nó bị cọ vào trong cái cần, thì nó cho cảm giác rất là thật, cảm giác như là siêu thật luôn vậy đó. Còn ở đây các bạn có thể chọn là mid, là cái kiểu các bạn thu như thế nào, là present, round, full hay hollow. Thì cái này là cái character của cái mid mà các bạn chọn là nó đặt ở cái vị trí nào. Ở dưới đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn octave hay là add thêm effect cho nó, EQ nhẹ và compress và một ít reverb ở đây nữa để các bạn có thể add thêm. Đó. Thì cơ bản cái phần mềm này á, nó cho phép chúng ta là chơi lại một cái đoạn bay theo một cái đoạn loop nào đó, mà cái loop đó là do các bạn tự làm, các bạn tự chọn theo style mà các bạn muốn bằng cách kết hợp nhiều cái style với nhau, và cho các bạn chọn cái character, cái cách thu, cái vị trí mà khi mà thu, và cái reverb, cái octave hay là một số effect phụ trợ thêm để làm cho cái bay của chúng ta nó hay hơn và giúp chúng ta làm nhạc nó nhanh hơn. Thì tương tự như cái bay thì chúng ta có ở đây là một cái VG, là cái virtual guitar. Thì mình cũng chỉ cho một cái đoạn hòa âm y chang cái piano mình làm như thế nào mình bỏ vô thôi. Và ở dưới đây mình cũng cho từ những cái style khác nhau. Và nó sẽ chơi cho mình theo cái kiểu mà finger. Nó sẽ guitar móc, kiểu guitar móc. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái loop guitar. Nó gần như là thuê một cái người vô studio đánh, mà thậm chí nó còn rõ ràng và nó hay hơn. Không, các bạn thấy nó ghê gớm kìa không? Không, cực kỳ ghê gớm luôn á. Thì ở đây là cái virtual guitarist thì có tên là siêu lụa. Thì nó cũng tương tự cái bay, nó sẽ cho các bạn chọn cái character, cái position, cái vị trí của cái mic, cái phòng của chúng ta, reverb, attack, một ít delay, rồi cái fret noise hay là cái doubling. Thì tùy theo cái style của các bạn cứ play around với nó và các bạn tìm ra cái vị trí phù hợp. Thậm chí nó cho các bạn chọn cái style để các bạn đánh, giống như là theo cái timing là cực kỳ đúng nhịp, hay là nó sẽ một chút xíu trễ nhịp giống như là cái người chơi guitar thật. Và swing là một cái groove theo kiểu swing có một chút xíu lệch lệch ở những cái nhịp giữa. Rồi cái feel hay là cái variant là cái
Mình không biết giải thích bằng tiếng Việt như thế nào, nhưng mà nó là một cái style, cái character bổ trợ thêm để cho cái tiếng guitar chúng ta có thể chỉnh nghe nó thật nhất có thể. Thì đối với mình, những cái này nó sẽ giúp mình làm nhạc cực kỳ nhanh. Mình không cần phải gọi điện và nhờ một cái guitarist chuyên nghiệp hay là một cái bassist chuyên nghiệp để tới studio mà cùng mình lên ý tưởng một cái đoạn nhạc. Mà mình có thể dùng những phần mềm này để mình lên ý tưởng cho một cái beat sắp tới, một cái dự án sắp tới. Thì sau khi mình đã lên ý tưởng từ cái phần mềm này rồi, thì mình có thể gọi những cái người chuyên nghiệp, những cái người collab với mình để cùng nghe sản phẩm, góp ý và phân tích còn thiếu cái gì, cần bổ trợ cái gì để mình đưa ra cái quyết định phù hợp, để mình thuê đúng cái người tới làm cái việc đó. Chứ không còn như ngày xưa mà cứ thuê tới ngồi 4-5 tiếng nhưng mà không biết làm cái gì cả, và idea nhiều khi nó nguyên ngạm đó vậy chẳng ra được cái gì. Thì nó rất là phí tiền. Thì một cái phần mềm này á, theo cái trang web trên nhà sản xuất ghi á, là có cái thì 100 mấy chục đô, còn có cái thì và chỉ có vài chục đô thôi, nhưng mà mình thấy là nó giúp cho cái công việc của mình nó nhanh hơn rất là nhiều. Thì trên đây là cái website của hãng ha, và đây là những cái bộ phần mềm mà hãng đang cung cấp. Thì cả bộ này á, nó có giá đâu đó là khoảng 1.000 mấy trăm đô đó. Nhưng mà may mắn là mình không có tốn tiền để mình mua nó. Là mình không có tốn tiền để mình mua nó. Thì cái video này mình muốn chỉ giúp chia sẻ cho các bạn biết là có những cái phần mềm mới. Nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất âm nhạc của bạn nó linh hoạt hơn, nó nhanh hơn. Có nhiều bạn sẽ có một cái suy nghĩ là có nên sử dụng những cái này hay không? Tại những cái này giống như là nó fake, rồi bạn sẽ không trở thành được true producers. Thì mình khẳng định các bạn là nó không hề fake và nó cũng không ảnh hưởng gì tới true producer đó. Các bạn sử dụng một cái đoạn loop thì cơ bản cũng không phải là các bạn làm ra, mà các bạn ở đây sử dụng một cái phần mềm nó làm ra cái đoạn loop cho các bạn và các bạn chỉnh sửa, thì nó vẫn là cái creative của các bạn. Còn đỡ hơn là chúng ta đi ăn cắp beat về chúng ta nói là chúng ta làm, đúng không? Thì cái nào tệ hơn? Nói chung là chúng ta bỏ tiền ra nhưng mà nó giúp cho công việc chúng ta nó nhanh hơn, nó gọn hơn và nó linh hoạt hơn. Cái lợi thế cạnh tranh chúng ta nhiều hơn so với đối thủ khác, so với những người khác. Thì nó sẽ giúp cho các bạn càng ngày càng nâng cao kỹ năng của mình. Tới một thời điểm nào đó khi bạn đủ giỏi rồi thì các bạn không cần những cái phần mềm này nữa, mà các bạn sẽ có team làm việc riêng. Giống như những bạn trong MCMA hiện tại, chúng mình là một team, thì khi chúng mình làm việc thì chúng mình cùng nhau lên ý tưởng, thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà nó sẽ giúp ích cho những bạn là hay làm việc một mình hoặc là thích làm việc một mình, mà có một cái này hỗ trợ thì nó rất là tốt. Nếu mà các bạn thích cái phần mềm này mà các bạn muốn sở hữu nó, thì các bạn có thể xem cái mã giảm giá mình để ở dưới. Thì hãng rất là hào phóng khi là tặng một cái mã giảm giá cho tất cả những cái bạn mà xem vlog của mình, để các bạn có thể được discount. Còn hãng chưa nói là discount bao nhiêu, nhưng mà mình sẽ đính kèm trong cái phần description ở dưới. Nếu các bạn thích video này và thích những thể loại video này thì subscribe, like, share video này để có nhiều hãng hơn tặng phần mềm cho mình, và lúc đó mình sẽ review cho các bạn. You so precious when you smile. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn trong video lần sau. Bye bye. Peace.